giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Mẹ Hà Hồ lên tiếng làm rõ chuyện Trấn Thành, chuyện 6,45 tỷ tiền cứu trợ miền Trung. Tối ngày 26 tháng 5, chỉ trong một ngày bị cư dân mạng thắc mắc về khoản tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng thông báo từng khoản giải ngân với người hâm mộ. Đáng nói, nam MC cho biết vì không được Thủy Tiên phản hồi và lúc đó cô Ngọc Hương, mẹ Hà Hồ cũng đang có mặt ở miền Trung trực tiếp giúp đỡ bà con nên anh đã chuyển số tiền 6,45 tỷ đồng trong 3 đợt đến cô. Chỉ ít phút sau khi Trấn Thành lên tiếng, mẹ Hà Hồ cũng đã có phản hồi về sự việc này. Trên Facebook cá nhân, mẹ Hà Hồ xác nhận đã nhận được 6,45 tỷ đồng từ phía Trấn Thành, theo như nam MC thông báo công khai trên mạng xã hội. Ngoài ra, mẹ Hà Hồ cũng nêu cụ thể, minh bạch các khoản tiền đã sử dụng vào mục đích gì, gửi đến ai trong đợt cứu trợ miền Trung vừa qua. Toàn bộ chia sẻ của mẹ Hà Hồ như sau. Xin chào tất cả mọi người, xin được chia sẻ cụ thể về chuyện từ thiện và số tiền Trấn Thành đã chuyển khoản. Tôi xin được xác nhận tổng số tiền tôi nhận được từ nghệ sĩ Trấn Thành là 6 tỷ 453 triệu đồng. Số tiền này được nghệ sĩ Trấn Thành chuyển làm 3 đợt, cụ thể như sau. Đợt 1, 1 tỷ đồng chuyển khoản vào tài khoản của tôi để đi cứu trợ trực tiếp. Đợt 2, lúc tôi đang trực tiếp đi cứu trợ bão lũ thì nhận tiếp 2 tỷ 100 triệu đồng từ nghệ sĩ Trấn Thành. Số tiền này được chuyển khoản 7 lần, mỗi lần 300 triệu đồng, chuyển về tài khoản của tôi. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được 250 triệu đồng từ sự đóng góp của bạn bè fan lớp Hồ Ngọc Hà và bạn bè trên Facebook của tôi. Toàn bộ số tiền tôi đi trực tiếp các vùng bị bão lũ của 3 tỉnh, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, cứu trợ trực tiếp. Chỗ nào không tới được tôi liên lạc với chính quyền hoặc người đại diện có trách nhiệm để đóng thuyền và mua các vật dụng phương tiện để hỗ trợ cứu hộ dân kịp thời trong lũ lụt. Các hình ảnh này tôi đều có chia sẻ trên Facebook cá nhân khá cụ thể. Sau đợt đi thực tế, tôi có cập nhật tình hình và chia sẻ với Trấn Thành về những khó khăn mà người dân miền Trung phải chịu đựng vì thiên tai và tôi chia sẻ với Trấn Thành về kế hoạch đi tiếp đợt thứ 2. Chính vì thế, Trấn Thành gửi tiếp tiền đợt 3 là 3 tỷ 353 triệu đồng qua tài khoản của tôi. Số tiền này đã được trao tiền mặt và quà tặng cho trên 4.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn bệnh tật. Ngoài ra, số tiền này còn được trang bị chăn ấm, áo quần ấm cho các học sinh vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, hết 3 tỷ đồng. Số tiền còn lại 353 triệu đồng, tôi phối hợp với bộ đội biên phòng xây dựng một căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng ở Ngư Thủy, Quảng Bình, làm đường điện cung cấp ánh sáng cho các bản vùng cao Tây Trường Sơn 150 triệu đồng. Số tiền còn lại từ việc Trấn Thành chuyển khoản 133 triệu đồng, tôi và bạn bè tôi ủng hộ thêm hơn 400 triệu đồng để xây cầu hết 500 triệu đồng cho bản ngón, vùng biên giới Tây Trường Sơn và 50 triệu đồng làm điện sáng cho dân ở vùng Ngư Thủy, Quảng Bình. Bên cạnh đó, con gái tôi, bạn bè và fan lớp Hồ Ngọc Hà cũng quyên góp thêm hơn 3 tỷ 500 triệu đồng cho việc ủng hộ đồng bào miền Tây bị hạn mặn lũ lụt miền Trung và hai phòng cách ly lực âm cho việc phòng chống Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh này chúng tôi đều chia sẻ khá cụ thể trên Facebook cá nhân và fanpage. Như vậy, chúng tôi đã giải ngân hết số tiền của nghệ sĩ Trấn Thành đã chuyển khoản là 6 tỷ 453 triệu đồng, cộng với việc tôi và bạn bè đã đóng góp thêm 400 triệu đồng, cộng với 250 triệu đồng tiền quyên góp từ bạn bè, fan lớp Hồ Ngọc Hà, bạn bè trên Facebook, tất cả dành cho mục đích thiện nguyện và cho đồng bào lũ lụt. Việc thiện nguyện là một vấn đề từ tâm và rất nhân văn. Tôi vẫn luôn mong ước làm những điều tích cực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tận mắt được nhìn thấy niềm vui cũng như những giọt nước mắt hạnh phúc của những người dân khi nhận được những phần quà trong lúc khó khăn từ các mạnh thường quân. Tôi càng thêm tin rằng hành động giúp đỡ của chúng ta là thiết thực và cần được lan tỏa. Một lần nữa, thay mặt những người dân miền Trung được hỗ trợ trong các đợt vừa qua, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Trấn Thành, người hâm mộ của anh, bạn bè trên Facebook, fan lớp Hồ Ngọc Hà cũng như những người thân đã cùng chung tay kịp thời giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn. Là một người thường xuyên làm từ thiện, mẹ Hà Hồ cũng nêu ra quan điểm gây chú ý. Vì thiện nguyện là một vấn đề từ tâm và rất nhân văn, tôi vẫn luôn mong ước làm những điều tích cực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tận mắt được nhìn thấy niềm vui cũng như những giọt nước mắt,
hạnh phúc của những người dân. Khi nhận được những phần quà trong lúc khó khăn từ các mạnh thường quân, tôi càng thêm tin rằng hành động giúp đỡ của chúng ta là thiết thực và cần được lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.